Chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục mình quay cho mọi người xem sau khi mình bơm nước lên hai ngâm hai đêm thì cái cỏ nó đã chết như thế nào. Thì mọi người thấy nè, những cái cỏ là nó đã rụi rồi, không còn xanh nữa, nó lên trắng hết trơn rồi. Mấy cây cỏ nhỏ nhỏ thì nó đã rụi mất tiêu luôn rồi. Đó, mấy cây cỏ mà nó hơi dài dài thì nó còn thấy trắng trắng ở trên nè. Đó, thì đa số thì nó đã rụi xuống rồi. Thì bữa nay mình bơm được hai đêm rồi, nước nó cũng sắc lại rồi, nó hơi cạn rồi. Và nước nó hơi trong lại, mình nhìn rất là rõ luôn, cây cỏ nó chết, nó rụi xuống. Và cũng còn một số cây nó hơi xanh xanh nè, mình ném nước nữa là nó sẽ chết luôn. Thì sau khi mình lên nước mình ném tới bên nay thì cây lúa mình cũng xanh bình thường lại rồi. Bữa trước thì nó cũng có cháy lá ít ít, bữa nay thì những cái đọt non và nó cũng đẻ nhánh luôn rồi. Thì cái lúa này là 18 ngày thì bữa nay mình sẽ giải phân luôn. Đó, thì mọi người thấy nó xanh này, nó phát triển bình thường, rễ ra rất là trắng và nó đẻ nhánh này, trung bình là một nhánh hoặc là hai nhánh, nó vẫn phát triển xanh tốt bình thường. Rồi, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người vụ mới thành công.